chạm tay vào túi giấy tờ Tiểu Tranh để lại, Diễm Lâm cẩn thận mở ra xem. Bên trong đều là những tấm hình chụp Hoàng Cường đang đi cùng một phụ nữ. Trông họ rất thân mật. Và mỗi bức ảnh chụp được, hắn đều đi với một phụ nữ khác nhau. Trên góc mỗi tấm ảnh đều có thời gian chụp. Diễm Lâm lặng lẽ xem qua những tấm ảnh ấy, khóe môi mỉm cười, nhưng nước mắt lại lăn dài trên má. Cô khóc cho chính mình, khóc cho những năm tháng cực khổ chịu đựng một mình nuôi con. Hóa ra đây chính là lý do Tiểu Tranh để lại thứ này cho cô. Rời khỏi quán cà phê, Tiểu Tranh cảm thấy vẫn còn quá sớm để trở về nhà. Cô bắt một chiếc xe đến công ty thăm Trương Kiệt. Cô muốn biết tình hình anh thế nào sau cuộc họp sáng nay. Mất khoảng 30 phút đi đường, cuối cùng Tiểu Tranh cũng tới nơi. Bước chân vào trong công ty, Tiểu Tranh cảm thấy hôm nay nơi đây có chút vắng vẻ. Đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã đến giờ cơm trưa. Có lẽ nhân viên đã đến căng tin nên không khí có chút vắng lặng. Lên văn phòng, Tiểu Tranh đứng bên ngoài chừng một lúc rồi đẩy cửa bước vào trong. Thấy Trương Kiệt vẫn đang cặm cụi xử lý tài liệu trên bàn, Tiểu Tranh rón rén lại gần, không để cho anh phát hiện. Có lẽ vì quá tập trung cho công việc nên người chồng của cô đã không chú ý đến xung quanh nữa rồi. Ngay cả khi cô đến, anh cũng không nghe tiếng động. Đứng kế bên Trương Kiệt, Tiểu Tranh bất ngờ ôm chầm lấy anh. Hành động của cô khiến anh ngạc nhiên. Quay đầu nhìn lại đã thấy cô vợ nhỏ đang ôm chặt lấy mình. Anh mỉm cười, vừa vui vừa bất ngờ. Tiểu Tranh, em đến từ khi nào vậy? Sao không nói với anh một tiếng? Em đến được vài phút rồi đấy. Tiếng mở cửa lớn như vậy anh cũng không nghe. Chăm chú làm việc quá, lỡ có ai vào làm gì anh, chắc là anh cũng không biết đâu nhỉ. Tiểu Tranh mở lời trách móc, dường như cũng còn có chút giận dỗi. Tiếng động từ cửa khi nãy rất lớn, ngay cả khi có người đứng bên cạnh, Trương Kiệt cũng không nhận ra. Tiểu Tranh cảm thấy Trương Kiệt sắp vì công việc mà quên hết tất cả rồi. Biết vợ đang giận, anh cười kéo cô lại gần. Cả người cô nhã nhào vào lòng của anh. Để cô ngồi trên đùi của mình, anh xoa nhẹ phiến má hồng, thấp giọng nhận lỗi về phía mình. Tranh xin lỗi, tại vì anh làm việc tập trung quá nên mới vậy. Lần sau anh sẽ chú ý hơn nhé. Với lại, người làm gì được anh chỉ có em thôi, không cần phải lo. Tiểu Tranh khoanh tay trước ngực, nhau mắt nghi hoặc. Anh nói như vậy là có ý gì? Thì đương nhiên là anh đang nhắc chuyện của anh lại của em. Chỉ có em mới được quyền chạm vào anh. Đổi dẻo miệng, cô bật cười trách anh vài câu rồi thôi. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cô đều cảm thấy anh đối với cô vẫn luôn có sự ân cần và ấm áp. Anh không nổi giận vô cớ hay đổ hết lỗi lên người của cô. Gánh nặng của anh mình anh chịu, anh chưa bao giờ đẩy nó cho cô. Trương Kiệt ngắm nhìn vợ mình, bàn tay liên tục vuốt ve mái tóc dài của cô. Anh lặp đi lặp lại những thói quen ưa thích của mình. Bất chợt anh nhoài người về phía trước, đặt lên môi của cô một nụ hôn sâu. Nụ hôn ấy kéo dài, chẳng nhẹ nhàng thoáng qua như mọi lần. Nó dường như đã lấy hết hơi thở của cô. Tiểu Tranh khó chịu đánh vào nhờ ngực của Trương Kiệt vài lần ra hiệu, cảm thấy người trong lòng không thể thở được nữa. Anh biết buông tay. Cô đặt tay lên ngực, liên tục hít thở để lấy lại dưỡng khí. Đôi mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào anh. Kiệt, anh mạnh tay quá rồi đấy. Tại vì em dễ thương, anh không kìm lòng được. Không được cũng phải cố chứ. Anh chỉ toàn làm theo ý của mình thôi. Được rồi mà, đừng giận. Anh liền bù cho em, thì em thích nhá. Có thật không? Trương Kiệt gật đầu. Nói đi, em muốn anh cho em thứ gì nào? Tiểu Tranh ngẫm nghĩ một lúc, tựa đầu vào ngực của Trương Kiệt. Em muốn anh. Hả? Em nói gì? Em muốn anh. Trương Kiệt bật cười bởi lời nói ngây ngô của Tiểu Tranh. Anh mơn trớn gò má cô khẽ nói. Giải quyết xong chuyện này, anh cho em toàn ý sử dụng anh, có được không? Anh hứa rồi đấy. Ừ, anh hứa. Gần đây Trương Kiệt bận rộn, hai người không có thời gian riêng, vậy nên cô muốn được ở bên anh nhiều hơn. Nhớ ra một chuyện, Tiểu Tranh ngẩng đầu lên chớp mắt nhìn Trương Kiệt vài cái. Kiệt, họp giữa anh với những cổ đông thế nào rồi? Có ổn thỏa không? Mọi người tìm ra hướng giải quyết rồi chứ? Trương Kiệt lắc đầu, dáng vẻ đầy mệt mỏi. Vẫn chưa thể thống nhất ý kiến, có lẽ cần thêm vài lần họp nữa. Phức tạp như vậy sao? Cũng không hẳn. Tiểu Tranh nhíu mày. Sao lại không hẳn? Em không hiểu.
Anh nghĩ ra một vài cách rồi nên em yên tâm đi, không sao đâu. Thật ạ? Thật. Trương Kiệt khẳng định như vậy, chắc hẳn anh đã thực sự có cách. Nghe xong tâm trạng của cô cũng đỡ bất an hơn. Nhìn cô vợ trong lòng, Trương Kiệt thắc mắc, ngữ điệu lập tức thay đổi, nghe giống như anh đang trách móc cô. Bây giờ mọi chuyện vẫn chưa lắng xuống, sao em không ở nhà mà đi lung tung bên ngoài thế này? Em đi lung tung đâu, em cũng tự biết tránh cánh báo chí chứ. Mà em đến đây gặp anh mà, sao tự nhiên lại anh lại quát em? Tiểu Tranh bĩu môi, khoanh tay trước ngực đầy giận dỗi. Cô đâu có ý muốn làm trái ý anh. Mỗi lần ra ngoài cô đều rất cẩn thận, không để phát hiện. Dù sao cô cũng có chủ đích đến xem anh thế nào, vậy mà bây giờ anh lại vô cớ nổi giận. Nhận ra bản thân đã quá lời, Trương Kiệt cười dỗ dành. Anh chỉ không muốn em gặp rắc rối thôi. Lần sau có muốn đến công ty em gọi cho anh nhé, anh sẽ đón em. Không cần phiền anh đâu, em sẽ tự đi. Rồi, em muốn thế nào cũng được, anh không cấm, không mắng em nữa. Thế thì còn nghe được. Cô không còn giận dỗi, cũng không trách móc anh. Tựa đầu vào người anh, cô bày ra bộ dạng nhàn nhã, giống như đang nằm trên chiếc giường êm ái. Được khoảng chừng một lúc sau, Tiểu Tranh nằm trong vòng tay Trương Kiệt, ngọ nguậy không ngừng. Cô không thể ở yên một chỗ khiến anh chau mày. Em sao vậy? Không thích ở đây cùng với anh sao? Không phải. Thế sao không ngồi im một chỗ? Em khó chịu chỗ nào à? Tiểu Tranh lắc đầu. Em không khó chịu chỗ nào hết, tại vì em cảm thấy chán quá thôi. Cô ngồi cạnh anh mãi thế này và không làm gì hết khiến Tiểu Tranh cảm thấy chán nản. Cô không thể nào im lặng một chỗ mãi như thế này được. Ít ra khi ở nhà cô còn có việc để làm, ở đây không giúp được gì, có khi lại trở thành gánh nặng của anh. Tiểu Tranh kéo nhẹ vạt áo Trương Kiệt. Cũng quá giờ cơm trưa rồi, anh ở lại làm việc nhé, em về nhà trước đây. Không để Trương Kiệt nói đồng ý hay không, Tiểu Tranh đã vội đứng dậy rời khỏi ghế. Nhưng bước chân còn chưa kịp đi được bao xa, anh đã vội kéo cô ngược trở lại. Hàng lông mày của Trương Kiệt trao lại, sắc mặt tỏ vẻ không vui. Anh đã cho phép em đi chưa? Hôm nay em chạy nhanh như vậy là sao? Em muốn về nhà, ở đây chỉ thêm phiền anh thôi. Anh không thấy phiền, ngồi im đây cho anh. Trương Kiệt nhất quyết giữ Tiểu Tranh ở lại bên mình, không cho phép cô rời nửa bước. Tiểu Tranh hử nhẹ một tiếng, vẻ mặt không quan tâm. Trương Kiệt luôn tự ý quyết định mọi việc của cô theo ý anh mà không hỏi cô có cần hay không. Từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, anh đều muốn kiểm soát cô. Trừng mắt nhìn Trương Kiệt mấy lần, nhưng Tiểu Tranh vẫn không thấy anh phản ứng. Sự bực bội trong lòng càng lớn hơn, cô hằn học. Kiệt à, cho em về nhà đi, em không thích ở đây. Lý do? Ở đây không có việc gì làm, em không ngồi chơi mãi được thế này. Em đòi về là vì không có chuyện gì làm phải không? Vâng, anh cho em về hả? Gương mặt của Tiểu Tranh trở nên hớn hở. Cô mừng rỡ vì tưởng sắp đạt được mục đích của mình. Không ngờ Trương Kiệt lại đột ngột cởi áo khoác ngoài, ngay cả chiếc cà vạt cũng nới lỏng. Anh bắt đầu chạm tay vào những cái cúc áo trên ngực. Như có dự cảm không lành, cô vội vàng ngăn anh lại, hoảng hốt hỏi. Kiệt à, anh làm gì vậy? Tự nhiên lại cởi áo ra thế? Không phải là em nói chán sao? Bây giờ anh sẽ làm cho em thật bận rộn theo cách của anh. Nghe được những lời này, Tiểu Tranh dùng mình đầy hoảng loạn. Nhận sĩ đồ không mấy trong sạch của anh, cô quể gượng sốt sắng từ chối. Kiệt, không cần nữa đâu, em thấy hết chán rồi. Bây giờ em sẽ ở yên đây cùng với anh, anh không cần phải khiến em bận rộn đâu. Em chắc chứ? Có chắc là em đã hết chán chưa? Hay là để anh... Em hết chán rồi, em sẽ ngoan ngoãn ngồi đây, anh yên tâm đi. Vậy thì tốt. Khóe môi của Trương Kiệt cong lên một nụ cười mưu mô. Chỉ cần một chút công sức bỏ ra để dọa nạt, cuối cùng cô cũng chịu ngồi im trong phòng cùng với anh. Trương Kiệt không nỡ để Tiểu Tranh về nhà, cô ở nhà một mình sẽ lại tự kiếm việc gì đó làm. Nếu không thì cũng cố để bản thân không được thảnh thơi. Bây giữ cô lại chỉ vì muốn cô được nghỉ ngơi một lúc. Đêm qua cô cũng đã vất vả nhiều, anh không muốn cô phải động tay động chân vào việc gì hết. Bên cạnh Trương Kiệt cả một buổi chiều, Tiểu Tranh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mỗi lần ở trong vòng tay của anh, cô đều như vậy. Có lẽ là bởi hơi ấm cùng hương thơm dịu nhẹ quen thuộc trên người của anh khiến cô cảm thấy thoải mái nên đi vào giấc ngủ dễ dàng như vậy. Bị đánh thức bởi tiếng động từ bên ngoài, Tiểu Tranh khẽ trở mình ngồi dậy.
Cô đưa đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh, thấy Trương Kiệt đang ngồi sau bàn làm việc, còn bản thân thì lại đang nằm trên ghế. Treo khoác của anh hiện được khoác lên người của cô. Nhìn đồng hồ, kim nhắn dừng lại ở số 3. Tiểu Tranh đứng dậy mà khoác lại gần chỗ Trương Kiệt. Kiệt, sao lúc em ngủ anh không gọi em dậy? Trương Kiệt ngẩng đầu nhìn Tiểu Tranh. Em dậy rồi sao? Tại vì anh thấy em ngủ say quá nên mới không đánh thức em. Thế nào, em ngủ ngon chứ? Cũng được ạ. Anh bật cười thành tiếng, châm chọc cô vài câu. Em ngủ không ngon mới lạ đấy. Ý anh là sao? Lúc em ngủ, em ôm chặt lấy anh không buông. Anh phải cố gắng lắm mới để em nằm xuống ghế được đấy. Em... lúc ngủ làm sao mà em biết được chứ? Tiểu Tranh đỏ mặt, ánh mắt hệt như đang lảng tránh Trương Kiệt. Cô đâu biết lúc bản thân ngủ đã làm ra những hành động gì. Lúc tỉnh giấc, cô chỉ biết mình đã ngủ rất ngon mà thôi. Kiệt, cũng muộn rồi, em về nhà trước đây. Ừ, anh đưa em về nhé. Tiểu Tranh lắc đầu vội từ chối. Không cần đâu, em tự bắt xe về được. Anh cứ làm việc tiếp đi. Có chắc là em tự về được không đấy? Em chắc mà. Tiểu Tranh phải khẳng định thêm vài lần nữa, Trương Kiệt mới thực sự yên tâm để anh ở lại văn phòng. Tiểu Tranh quay người bước gần đến cửa. Trương Kiệt đột ngột lên tiếng. Tiểu Tranh, hôm nay anh không ăn cơm nhà, em đừng phần cơm anh, cứ ăn trước đi. Sao lại không ăn cơm chứ? Anh bận chuyện gì sao? Ừ, anh có cuộc họp quan trọng, anh sẽ ăn ở bên ngoài. Vâng, em biết rồi, em về đây. Anh khẽ gật đầu đáp lại. Tiểu Tranh cũng không thắc mắc thêm mà nhanh chóng rời đi. Ngay sau khi Tiểu Tranh rời đi không lâu thì chuông điện thoại của Trương Kiệt vang lên. Anh cầm điện thoại lên, nhìn dòng chữ hiển thị bên trên, rồi nhanh chóng xóa dòng tin nhắn đi mà không hồi âm lại. Đó là tin nhắn được gửi đến từ Hạ Anh. Cô ta nhắn thời gian và địa chỉ của buổi hẹn. Như được những thông tin cần nhớ, Trương Kiệt cảm thấy không cần phải giữ lại mấy thứ không cần thiết. Anh cố gắng hoàn thiện nhanh nhất có thể, rồi chỉnh trang lại quần áo đến nơi hẹn. Anh cần phải đến sớm hơn giờ hẹn để chuẩn bị vài thứ. Tối muộn, Trương Kiệt đến đúng giờ hẹn, đứng trước cửa phòng khách sạn. Anh đưa tay lên gõ cửa vài cái. Rất nhanh chóng, Hạ Anh từ bên trong chạy ra mở cửa. Vừa thấy anh, cô ta liền mỉm cười niềm nở chào đón. Trương Kiệt, hay quá, anh đến rồi, anh mau vào trong đi. Trương Kiệt nhìn quanh một lượt, cảm nhận bầu không khí ở đây không giống một cuộc hẹn nói chuyện công việc cho lắm. Dưới ánh đèn vàng, một chiếc bàn tròn được đặt ở giữa phòng. Bên trên bàn có hai ly rượu cùng một chai rượu vang chưa mở nắp. Ở ngay chính giữa còn có một ngọn nến nhỏ đang cháy. Quay sang bên cạnh, Trương Kiệt thấy trên giường rất nhiều cánh hoa hồng. Khi nãy đi lên trên đây, nhân viên cũng có nói qua cho anh biết đây là phòng tình yêu của khách sạn, dành cho những cặp đôi đang yêu nhau muốn hâm nóng tình cảm. Hàng lông mày của Trương Kiệt nhíu lại vẻ khó chịu, nhưng anh không nói thành câu, giấu nhẹ vào trong lòng. Bởi vì anh muốn xem rốt cuộc hẹn ngày hôm nay của Hạ Anh đối với anh là có ý gì đây. Thấy Trương Kiệt cứ ngẩn ngơ đứng thẫn thờ một chỗ, Hạ Anh đến chạm nhẹ vào người của anh. Kiệt, anh sao thế? Mau ngồi xuống ghế đi chứ. Ngay khi Hạ Anh vừa chạm tay vào người, Trương Kiệt lập tức phản ứng lại. Anh hất tay cô ta ra, điệu bộ hệt như anh đang né tránh. Hạ Anh nhanh chóng nhận ra thái độ bất thường của Trương Kiệt. Đối với thái độ này, cô ta đương nhiên không hài lòng, nhưng vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ. Hạ Anh gượng gạo nói, Trương Kiệt à, anh ngồi xuống đi. Trương Kiệt theo chân của Hạ Anh, hai người ngồi đối diện với nhau trên chiếc bàn tròn đặt ở giữa phòng. Hạ Anh chủ động mở nắp chai rượu, cô ta rót đầy hai ly. Chúng ta uống với nhau một ly nhé. Hạ Anh nâng ly hướng về phía Trương Kiệt, nhưng anh lại chỉ nhìn rồi cười khẩy. Cô hẹn tôi đến khách sạn, chọn phòng riêng dành cho tình nhân, bây giờ lại mời tôi uống rượu, cô có ý gì? Trương Kiệt, em làm gì có ý gì chứ, anh đừng hiểu lầm, em chỉ muốn gặp anh nói chuyện thôi. Có rất nhiều chỗ để nói chuyện, nhất thiết phải là khách sạn sao? Trương Kiệt không ngừng công kích Hạ Anh. Anh không vòng vo mà trực tiếp hỏi thẳng. Ngay từ khi nhìn thấy tên địa điểm, anh đã thẩm đoán được cuộc hẹn này không bình thường. Bởi vì chẳng có cô gái nào lại hẹn một người đàn ông đến khách sạn chỉ để nói chuyện hết. Nếu là người khác, anh vẫn sẽ có suy nghĩ khác. Còn đối với Hạ anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Loại người như cô ta chẳng thể nào làm được chuyện tốt đẹp. Tốt nhất vẫn nên đề cao cảnh giác với Hạ Anh.
Bị Trương Kiệt làm khó, Hạnh sững sờ trong giây lát. Bây giờ cô có muốn cười cũng không thể cười nổi nữa. Bởi lẽ những điều anh nói chẳng có lời nào sai, muốn bắt bẻ cũng chẳng được. Hạnh buông ly rượu trên tay xuống bàn. Cô ta nhìn thẳng vào mắt của anh, nén tiếng thở dài vào trong. Ngữ điệu khác thường, không mềm mỏng dễ nghe như khi nãy, mà mang theo chút khó chịu trong lòng. Trương Kiệt, anh có thể ngừng nghĩ xấu cho em được không? Em hẹn anh ra đây là vì muốn nói chuyện với anh thật mà. Xin lỗi, tôi không thể ngừng nghĩ xấu về cô, bởi vì chẳng có người vợ nào, người em vợ nào lại hẹn anh rể của mình trong khách sạn giống cô đâu. Câu nói của Trương Kiệt như một gáo nước lạnh hất mạnh vào người của Hạ Anh. Gương mặt cô ta tối sầm lại, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng. Tâm trạng trong lòng hiện giờ đang vô cùng rối bời, cảm giác như bản thân vừa bị nói kháy là một kẻ không có đạo đức. Anh vẫn cố gắng mỉm cười, đôi lời nói ra thanh minh cho bản thân. Trương Kiệt, em không cần phải nặng lời như thế đâu. Em nói rồi, em chỉ muốn chúng ta nói chuyện thôi, không có ý gì khác. Bầu không khí giữa hai người dần trở nên căng thẳng. Trương Kiệt không muốn mọi thứ đi quá xa. Anh gật đầu vài cái và nói, được rồi, cô có chuyện cần nói đúng không? Vậy nói đi, tôi nghe. Anh có thể uống cùng em một ly được không? Sau đó chúng ta cùng nói chuyện. Hạ Anh vẫn cứ tiếp tục nghiêng ly rượu về phía của Trương Kiệt. Anh tựa lưng vào thành ghế, vắt chéo chân nhìn cô ta. Ly rượu trên bàn anh không động đến dù chỉ là một chạm. Bởi lẽ uống vào rồi, bản thân còn tỉnh táo hay không thì không biết. Chúng ta có thể nói chuyện, còn rượu thì xin phép từ chối. Trương Kiệt thẳng thừng từ chối. Hạ Anh vẫn cố chấp thuyết phục anh đến cùng. Chỉ là một ly rượu thôi mà, em đâu cần phải hẹp hòi với em như thế. Tôi không hẹp hòi, tôi chỉ là đang tự bảo vệ mình thôi. Sao lại tự bảo vệ? Trương Kiệt nhướng người về phía trước. Anh miết nhẹ miệng ly, tạo ra vài âm thanh chói tai. Uống ly rượu có thừa thuốc ngủ, sau đó bất tỉnh rồi tôi đâu có thể làm gì được nữa. Hạ Anh tròn mắt ngạc nhiên. Cô ta bất ngờ nhất thời không nói được lời nào. Sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt. Bây giờ có muốn cười cũng chẳng thể cười nổi. Cả người như bị xịt keo cứng đơ. Miệng lưỡi ngày thường nhanh nhảo lắm, vậy mà bây giờ cậy miệng mãi chẳng nói được câu nào. Có lẽ hiện tại trong suy nghĩ của Hạ Anh sẽ tự hỏi vì sao anh biết được kế hoạch của cô ta. Không có điều gì che giấu được mãi, đặc biệt là những thứ không trong sạch. Chưa kịp thấy cô gái đối diện im lặng, ngồi thẫn thờ một lúc lâu, anh mở lời. Hạ Anh, cô bị sao thế? Bị tôi đoán trúng nên không nói được gì à? Dù bị phát hiện, Hạ Anh nhất quyết từ chối đến cùng. Anh nghĩ hơi quá rồi đấy, ly rượu này có gì ở trong đó đâu? Anh không thấy em rót ra hai ly từ một chai sao? Nếu có thuốc thì em cũng phải bị chứ. Rượu cùng một chai, nhưng mà thuốc giải thì chỉ có mình cô có. Uống xong ly rượu này, cô uống thuốc giải cũng đâu có muộn. Trương Kiệt, anh chưa nói dứt câu, Trương Kiệt đã ra hiệu dừng lại. Anh không muốn nghe mấy lời thanh minh vô lý, cố chấp của cô ta nữa. Kết thúc sớm mọi chuyện, anh sẽ mau trở về nhà với Tiểu Tranh. Tôi lắp đặt camera trong căn phòng này rồi, mọi bằng chứng tố cáo cô tôi đều có trong tay. Cô không cần phải chối cãi hay biện minh gì đâu. Camera sao? Hạ Anh vội đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm chiếc camera mà Trương Kiệt nói. Thời gian và địa điểm đều do một tay cô ta sắp xếp. Hạ Anh làm như vậy là để chắc chắn kế hoạch của bản thân thật trọn vẹn, nhưng cuối cùng lại chẳng đi đến đâu. Trương Kiệt đi thẳng vào vấn đề. Cô bỏ thuốc tôi với mục đích gì? Nói đi. Bị vạch trần tới lúc này, Hạ Anh không hé răng nói nửa lời. Cô ta cúi gằm mặt xuống, bàn tay siết chặt lấy vạt áo đến nhàu nhĩ, rồi lắc đầu từ chối trả lời. Cô ta không muốn nói ra lý do. Nén tiếng thở dài vào trong, Trương Kiệt xưa nay không thích ép buộc người khác, hoặc là để người tự nói, hoặc là bản thân sẽ tự tìm ra sự thật. Và có lẽ lần này anh vừa tự nói ra sự thật thôi. Cô bị Hoàng Cường đe dọa nên làm trò này với tôi, đúng không? Ngay Trương Kiệt nhắc đến hai chữ Hoàng Cường, Hạ Anh giật mình thót tim, đã bị nói trúng tim đen. Cô ta lập tức ngồi im, không di chuyển dù chỉ là một chút. Mặt tóc dài khẽ buông xuống, che khuất nửa khuôn mặt, khiến Trương Kiệt không rõ hiện giờ thái độ của cô ta là thế nào. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Hạ Anh vẫn ngồi đó và không lên tiếng. Trương Kiệt khoanh tay trước ngực chờ đợi câu trả lời. Những gì anh cần bây giờ
đơn thuần chỉ là lời thú tội của Hạ Anh mà thôi. Cứ tưởng cô ta sẽ im lặng mãi, không ngờ cô ta đột ngột lên tiếng sau khoảng thời gian suy nghĩ. Có lẽ cô ta đã thông suốt điều gì đó. Sao biết Hoàng Cường là kẻ đứng sau? Tôi không chỉ biết hắn là kẻ đứng sau chuyện đe dọa cô làm trò đê tiện này với tôi. Tôi còn biết hắn là kẻ đã bắt cô tiết lộ bí mật của Diễm Lâm cho bên báo chí. Chẳng phải người qua lại ngay từ khi cô quen tôi sao? Thì sao anh biết mọi chuyện ngay từ đầu? Trong câu chuyện này vẫn chỉ có Hạ Anh là một kẻ ngốc mà thôi. Ngay từ khi vẫn còn quen nhau, ngày phát hiện Hạ Anh có người khác, Trương Kiệt cũng biết nhân tình của cô ta là Hoàng Cường. Anh chọn cách im lặng bỏ qua là bởi vì bản thân anh cũng không thiết tha mối quan hệ này. Người không đáng anh không tiếc. Hơn nữa, hai người họ có làm gì sau lưng cũng không quan trọng. Bởi lẽ anh không công khai mối quan hệ, và việc Hạ Anh ngoại tình chả ảnh hưởng đến công việc làm ăn. Còn chuyện của Diễm Lâm, không chỉ có anh và Tiểu Tranh, một người khác biết nữa, bí mật này chỉ có Hạ Anh. Nếu cô ta không nói thì không ai khác. Bằng chứng anh cũng đã có, chỉ là đợi cô ta thừa nhận mà thôi. Có được vị trí như ngày hôm nay, Trương Kiệt không phải bù nhìn. Cô một ngày nhốt mình trong nhà, anh đã sớm tìm ra cách giải quyết. Điều duy nhất anh không thể lường trước đó là việc Diễm Lâm không đồng ý giúp anh thanh minh. Cho tới bây giờ anh vẫn không biết lý do vì sao cô ta lại làm như vậy. Hai anh qua lại với Hoàng Cường có lẽ đã bị hắn đe dọa nhiều lần, bởi lẽ hắn chuyên là một kẻ lấy điểm yếu của người khác để lợi dụng. Hai anh chắc chắn không phải ngoại lệ. Cũng bởi vì lường trước nên Trương Kiệt mới đồng ý hẹn gặp ở đây. Anh đến sớm hơn một chút, lắp đặt camera ẩn để phòng trường hợp bất trắc. Hơn nữa anh gặp Hạ Anh vì muốn cô ta tự nguyện đưa cho mình một thứ quan trọng. Hai người bên cạnh nhau vài năm, Trương Kiệt cũng hiểu Hạ Anh vài phần. Cô ta chắc chắn không để bản thân bị đe dọa mãi. Cô ta đang giữ bí mật nào đó của Hoàng Cường để phòng thân. Mọi chuyện vỡ lở, Hạ Anh cũng không giấu giếm thêm. Trong ly rượu của Trương Kiệt quả thực là có thuốc ngủ. Mục đích cô ta hẹn anh tới đây là muốn hủy hoại thanh danh của anh bằng cách khiến anh khiến chỉ điểm cho các nhà báo. Đợi khi họ đến đây sẽ thấy cận cảnh công ty chủ tịch công ty giải trí lớn có thói ăn chơi trác táng. Cũng bởi vì vụ việc của Diễm Lâm, Trương Kiệt xử lý quá nhanh chóng nên không có nhiều tổn hại. Hoàng Cường lại không thích điều đó. Hắn ép Hạ Anh phải khiến cho Trương Kiệt không ngóc đầu lên được. Nếu không hắn sẽ cho báo chí biết cô dùng luật ngầm để thăng tiến. Đây là cách duy nhất để Hạ Anh nghĩ ra thôi. Trương Kiệt không gặng hỏi cũng không ép buộc Hạ Anh phải nói ra bất kỳ điều gì. Anh vẫn chủ động mở lời trước. Tên Hoàng Cường đó không tốt lành gì. Sau khi đạt được mục đích, hắn sẽ đá cô ngay thôi. Cô đừng có dựa dẫm hay phụ thuộc quá nhiều vào hắn. Hạ Anh ngẩng đầu lên đối diện với Trương Kiệt. Cô ta nói trong nghẹn ngào. Tôi không dựa dẫm vào hắn, tôi sẽ có sự nghiệp ra sao đây? Tôi đoán ngay từ đầu với cô rồi mà. Cô làm việc cho công ty của tôi, tôi có trách nhiệm giúp cô có được sự nghiệp. Là cô đã lựa chọn con đường này, là tự cô đẩy bản thân mình vào vũng bùn lầy tăm tối đó thôi. Hạ Anh cứng họng không nói thêm được những lời nào, bởi vì những lời của Trương Kiệt nói chẳng sai. Chính cô đẩy bản thân của mình vào thế khó mà. Hạ Anh tự hỏi bây giờ quay đầu lại có được không. Thế cô ta mềm lòng. Trương Kiệt cố gắng thuyết phục. Cô thử suy nghĩ xem, cô theo Hoàng Cường lâu như vậy đã được thứ gì chưa? Hay hắn chỉ đang lăng lợi dụng cô thôi? Từng câu từng chữ Trương Kiệt nói, Hạ Anh nghe không sót một từ. Ngẫm nghĩ lại suốt khoảng thời gian qua, Hạ Anh thực sự không nhận lại được gì từ gã đạo diễn tồi tệ kia. Tất cả những thứ hiện tại cô đang có đều do công ty của Trương Kiệt mang đến. Bản thân đã bị lợi dụng suốt quãng thời gian dài như vậy, đến lúc phải chấm dứt rồi. Trương Kiệt muốn dùng lạt mềm buộc chặt, không cố chấp ép buộc Hạ Anh. Anh đứng dậy, hắng giọng nhẹ nhàng. Lời tôi nói, cô hãy giữ nguyên suy nghĩ kỹ, đừng để sau này phải hối hận. Trương Kiệt với tay lấy áo khoác sau lưng ghế, hướng mũi chân ra phía cửa. Anh vừa đi được vài bước liền bị Hạ Anh ngăn lại. Trước khi anh đi, em có thứ này cho anh. Trương Kiệt quay người nhìn Hạ Anh bằng ánh mắt kinh ngạc. Thứ gì? Hạ Anh lấy trong túi xách ra một chiếc USB đưa cho Trương Kiệt. Cô không chỉ rõ bên trong có dữ liệu gì, chỉ nói em nghĩ nó sẽ có cách giúp ích cho anh nếu anh mở được cuộc họp báo. Khóe môi của Trương Kiệt cong lên, nở ra một nụ cười đầy ẩn ý. Mục đích của anh thành công hơn anh nghĩ.
Và đúng như những gì anh suy đoán, hai anh thực sự đã có chuẩn bị trước đối với Hoàng Cường. Nhận lấy chiếc USB từ tay của Hạ Anh, Trương Kiệt đầy vui vẻ. Cảm ơn cô. Không cần phải cảm ơn, em sẽ đang làm những chuyện vì em thôi. Trương Kiệt gật đầu vừa định quay lưng lại, Hạ Anh hỏi thêm một câu. Trương Kiệt, chuyện đứa con của Diễm Lâm không phải là của anh. Anh không nói sự thật với em rằng đó không phải là con của anh. Có phải là vì anh đã để ý đến Tiểu Tranh nên mới dùng cách đó để chia tay với em không? Đây là câu hỏi mà anh thắc mắc bấy lâu nay. Trong cuộc nói chuyện với Tiểu Tranh, sẵn có cuộc gặp gỡ này, cô muốn hỏi để làm rõ lòng mình. Trương Kiệt lắc đầu nghiêm giọng. Tôi không thích sự phản bội trong bất kỳ mối quan hệ nào. Nếu tôi để ý Tiểu Tranh ngay từ đầu, tôi đã không đồng ý quen cô. Vậy tại sao anh lại không nói sự thật cho em biết? Vì cô đã phản bội tôi, và tôi không muốn tiếp tục bên cạnh người đã phản bội mình. Dứt lời, Trương Kiệt quay lưng đi để mặc Hạ Anh đứng lại phía sau. Thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của Trương Kiệt, bây giờ anh mới ngộ ra mọi sai lầm được xuất phát từ bản thân. Nếu cô không phản bội anh thì mọi chuyện đã không đến mức này. Bỗng điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Hai nhìn màn hình điện thoại, thấy tên người gọi, cô liền bắt máy. Đầu dây bên kia nhanh chóng chuyển đến giọng nói gấp gáp của một người đàn ông. Sao rồi? Mọi chuyện theo đúng kế hoạch chứ? Anh cứ yên tâm đi anh Cường, em đã làm xong hết mọi chuyện theo đúng ý của anh. Bộ báo sắp tới sẽ có một bất ngờ cho anh đấy. Làm tốt lắm, anh nhận định sẽ không nâng đỡ, sẽ nâng đỡ em trong nghề. Nói chuyện sau đi, bây giờ em còn phải làm việc. Không để Hoàng Cường kịp nói thêm câu nào, Hạ Anh lập tức tắt máy. Cô ta nhếch môi đầy khinh thường, cho số điện thoại của Hoàng Cường vào danh sách chặn. Món quà bất ngờ buổi họp báo mà cô ta nói sẽ là cái giá mà Hoàng Cường phải trả. Khi đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Trương Kiệt quyết định mở cuộc họp báo sau 2 ngày. Kể từ ngày nhận được chiếc USB từ Hạ Anh, mọi thứ đều được anh tự tay chuẩn bị rất kỹ lưỡng, không để xảy ra bất kỳ sơ sót dù là nhỏ nhất. Ngày diễn ra họp báo cuối cùng cũng tới. Trong khi đàn đôn đốc nhân viên chuẩn bị khán đài, Trương Kiệt nhận ra phía dưới ghế khán giả xuất hiện một vị khách không mời. Chẳng cần phải đến tận nơi hay chỉ điểm tận mặt, anh cũng nhận ra người đó chính là Hoàng Cường. Có lẽ hắn chủ động bí mật đến đây là để xem anh bị mọi người chê thế nào. Trương Kiệt không đả động gì tới hắn mà vờ như là không nhìn thấy. Anh vẫn tập trung vào công việc của mình. Bởi lẽ ít nước biết phút nữa thôi, hắn sẽ trở thành nhân vật chính của buổi họp ngày hôm nay. Mọi thứ sẵn sàng, các nhà báo cũng đến đông đủ, không thừa một ghế ngồi. Bởi lẽ đây là một thông tin nóng hổi, bất kỳ nhà soạn này cũng đều muốn săn được tin, thu hút người xem. Trương Kiệt đứng giữa chiếc bàn trên khán đài, rất nhiều máy ảnh chiếu thẳng về phía anh. Trương Kiệt không lúng túng, anh bình tĩnh cầm mic dõng dạc nói. Bộ báo ngày hôm nay mở ra để đính chính những tin đồn gần đây liên quan đến tôi và cô diễn viên Diễm Lâm từng làm việc ở trong công ty của tôi. Tôi sẽ khẳng định với mọi người, tôi và Diễm Lâm không có quan hệ bất chính. Đứa con cô ấy không phải là con của tôi. Trương Kiệt vừa dứt lời, rất nhiều tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp căn phòng. Hoàng Cường giấu kín mặt, hắn vừa là một bài báo, hắn vừa là một nhà báo chủ động lên tiếng công kích. Anh Trương Kiệt, anh có gì chứng minh bản thân của mình trong sạch với đứa con kia không phải là con ruột của mình chứ? Một vài lời đồng ý cùng câu nói của hắn rộn ràng hẳn lên. Tiếng chụp máy ảnh liên tục phát ra cùng với ánh đèn flash. Trương Kiệt mỉm cười điềm tĩnh nói, tôi có giấy chứng minh xét nghiệm ADN ở trong tay của tôi, mọi người có thể xem qua. Trương Kiệt giơ tờ giấy xét nghiệm ra trước mặt báo chí. Ai nấy cũng vội vàng tranh nhau chụp lại bằng chứng. Hoàng Cường khoanh tay trước ngực, hắn nhếch môi đầy khinh thường. Không dừng lại ở đó, hắn trực tiếp công kích. Nếu mình nói đứa bé kia không phải là con của mình, sao tôi không thấy cô Diễm Lâm lên tiếng xác nhận? Hay đây là chiêu trò từ một phía của anh để tẩy trắng cho việc làm sai trái của mình? Căn phòng bỗng chốc trở thành nơi đối thoại giữa anh và hắn. Những thứ xung quanh giống như chưa từng tồn tại. Trương Kiệt sớm lường trước được sẽ có câu hỏi này, anh cũng tự chuẩn bị cách để cứu mình. Không ngờ lời của anh chưa kịp nói ra thành câu đã bị một giọng nói khác chen ngang. Ai bảo tôi không thừa nhận?
Câu nói ấy thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả máy ảnh đều hướng về phía giọng nói phát ra. Ngay cả Trương Kiệt cũng không ngoại lệ. Trước cánh cửa phòng họp, Diễm Lâm xuất hiện cùng với Bảo Bảo. Cô không che giấu thân phận mà để lộ ra danh phận trước mặt giới giải trí. Diễm Lâm cầm tay của Bảo Bảo đi tới chỗ của Trương Kiệt đang đứng. Đối diện với nhà báo, cô vẫn giữ phong thái năm xưa của mình, tự tin nói: "Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này của tôi còn phải chăm sóc con trai nên không thể đến đúng giờ." Trương Kiệt nhìn Diễm Lâm với ánh mắt kinh ngạc, anh hắng giọng hỏi nhỏ: "Diễm Lâm, sao cô lại ở đây?" Diễm Lâm mỉm cười: "Tôi đến thanh minh cho anh, tôi không thể sống như một kẻ vô ơn được." Thời Diễm Lâm và Bà Bảo xuất hiện trong buổi họp báo, Hoàng Cường dần cảm thấy không điều không ổn. Hắn hoảng loạn đến mức tay chân run rẩy, trên trán chảy nhiều mồ hôi, lo lắng đến sợ hãi. Diễm Lâm cầm mic lên, hít một hơi sâu rồi nói: "Tôi xin khẳng định rằng Bảo Bảo không phải là con của Trương Kiệt. Tôi với Trương Kiệt chỉ là quan hệ giữa sếp và nhân viên, không hề có quan hệ ngoài luồng nào hết. Kể cả tờ giấy xét nghiệm này cũng là thật, bác sĩ của tôi có thể làm chứng." Một nhà báo nghe như vậy thì đứng lên thắc mắc: "Đứa nhỏ này không phải là con của chủ tịch Trương, thì nó là con của ai? Suốt những năm qua tại sao cô lại che giấu?" Đối diện với câu hỏi, Diễm Lâm mỉm cười: "Đứa bé này là con của đạo diễn Hoàng Cường." Rất nhiều tiếng xì xào bàn tán truyền tai nhau, ngay cả Trương Kiệt cũng vô cùng kinh ngạc. Diễm Lâm vẫn tiếp tục câu chuyện của mình: "4 năm trước, công ty chúng tôi có một dự án ký kết với đạo diễn Hoàng Cường. Tôi được chọn làm diễn viên chính, nhưng Trương Kiệt lại đột ngột hủy bỏ lý do nào đó. Tôi nuối tiếc vai diễn và bản thân đã dày công nghiên cứu. Đạo diễn Hoàng Cường đã gặp riêng tôi đề nghị hợp tác. Tôi đã chấp nhận bởi vì nghĩ hắn là một đạo diễn không muốn bỏ phí tài năng. Tôi biết việc này sẽ làm trái với hợp đồng của công ty, nhưng chính hắn đã đảm bảo là sẽ không có chuyện gì xảy ra với tôi. Nhưng tôi không ngờ..." Diễm Lâm nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên gò má. "Tôi không ngờ trong một buổi gặp gỡ riêng, tôi đã bị hắn cưỡng bức. Tôi định báo cảnh sát, nhưng hắn đe dọa sẽ hủy hoại danh tiếng của tôi và cuộc đời của tôi. Tôi đã im lặng để rút khỏi ngành giải trí. Sau này tôi mới biết bản thân đã mang thai con của hắn." Cánh nhà báo liên tục ghi chép, chụp ảnh lại những chuyện đang diễn ra. Đứng bên cạnh Diễm Lâm, Trương Kiệt siết chặt tay lại để căm phẫn khi nghe được toàn bộ sự thật. Năm đó hủy hợp tác với Hoàng Cường cũng bởi vì anh biết bộ mặt thật của hắn. Điều mà anh không ngờ đến là diễn viên của công ty mình trong một phút lầm lỡ đã khiến cuộc đời của mình thảm hại tới mức này. Bao nhiêu năm giúp đỡ Diễm Lâm, anh gắng hỏi sự tình mà cô nhất định không nói. Bây giờ anh đã hiểu rõ mọi chuyện, hiểu lý do vì sao cô lại không đồng ý đến buổi họp báo này. Nghe được những lời của Diễm Lâm, Hoàng Cường căm phẫn, đứng cởi cả bỏ lớp khẩu trang, che giấu thân phận. "Cô ta nói dối, tôi không làm chuyện đó, là cô ta dụ dỗ tôi." Sự xuất hiện bất ngờ của Hoàng Cường một lần nữa thu hút sự chú ý của cánh báo chí. Các tòa soạn hôm nay có vẻ như đang làm việc rất chăm chỉ để đưa tin. Đối mặt với Hoàng Cường, Diễm Lâm không có một chút sợ hãi mà dõng dạc tuyên bố: "Tôi dám khẳng định những lời tôi nói là thật. Mọi người không tin có thể cùng tôi đến bệnh viện để xét nghiệm, xem Hoàng Cường có phải là con ruột của hắn hay không." "Vu khống, không phải là sự thật. Cô ta đang vu khống tôi." Hoàng Cường vẫn cố chấp một mực thanh minh cho bản thân. Dù mọi chuyện đã bày ra trước mặt, hắn không chịu thừa nhận sự thật. Trương Kiệt lấy lại mic từ tay Diễm Lâm, anh hướng ánh mắt về phía Hoàng Cường, khóe môi khẽ nhếch lên mỉm cười: "Hoàng Cường, anh đích thân đến đây, tôi cũng có một món quà bất ngờ dành cho anh." Trương Kiệt đưa mắt nhìn lên màn hình LED, ánh sáng trong phòng đột ngột tắt, ánh sáng từ màn hình máy chiếu rọi xuống căn phòng, bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng. Lắng nghe đoạn video, trong đoạn video có chứa những hình ảnh chụp tin nhắn Hoàng Cường đe dọa những diễn viên nữ, ép buộc họ phải ngủ với mình. Không chỉ là tin nhắn đe dọa mà còn có cả những tin nhắn gạ gẫm đối với tất cả những người mà hắn từng gặp, từ diễn viên mới vào nghề đến những người đã có chút danh tiếng. Bên cạnh những tin nhắn đó còn có cả hình ảnh hắn vào trong các quán bar sử dụng chất kích thích, ngay cả đoạn ghi âm hắn thừa nhận chuyện bản thân từng cưỡng bức Diễm Lâm
cũng có trong video. Sau khi kết thúc video, tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào hắn. Hoàng Cường hoảng loạn, mặt mũi tái xanh. Hắn lắc đầu liên tục phủ nhận những gì có trong video. Đều là những thứ cắt ghép hết, có người hãm hại tôi. Trương Kiệt nhìn hắn với vẻ đắc thắng. Muốn biết là thật hay không, cứ gặp công an sẽ rõ. Nghe Trương Kiệt nhắc đến công an, Hoàng Cường sợ hãi định bỏ chạy, nhưng lại bị bao vây bởi một đám nhà báo. Hắn có muốn trốn cũng không thoát được. Bỏ báo kết thúc, Hoàng Cường bị công an áp giải đi. Trương Kiệt hẹn gặp Diễm Lâm ở sau hội trường nói vài chuyện. Diễm Lâm, tôi không nghĩ là cô sẽ đến buổi họp báo ngày hôm nay. Tôi phải đến để giúp ân nhân của mình chứ. Anh đã giúp tôi nhiều như thế cơ mà. Tôi cũng muốn tên Hoàng Cường kia nhà như ngoài pháp luật. Rồi tôi không muốn hắn hại thêm bất kỳ ai nữa. Trương Kiệt gật đầu rồi thắc mắc. Sao thay đổi quyết định nhanh đến như vậy? Lúc đầu cô đã từ chối cơ mà. Diễm Lâm mỉm cười nói một câu. Trương Kiệt, anh có một người vợ giỏi đấy. Ý cô là sao? Cô không trả lời câu hỏi của Trương Kiệt mà cầm tay của Bảo Bảo rời đi, rời xa khỏi nơi danh vọng ngập tràn tội lỗi để trở về với cuộc sống bình dị. Trương Kiệt dõi theo bóng dáng mẹ con Diễm Lâm khuất dần, trong lòng không khỏi băn khoăn. Và rồi ở phía chỗ cánh cửa, anh bắt gặp bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang chạy về phía mình. Trương Kiệt vui vẻ giang tay chờ đợi. Đến khi Tiểu Tranh đến gần, anh vội ôm cô vào trong lòng, xoa nhẹ đầu vài cái. Cô nhìn anh chớp chớp mắt vài cái. Kiệt, mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi, chúng ta về nhà thôi. Anh ngắm nhìn cô thật lâu, dường như tâm trí đã dần hiểu ra ẩn ý trong lời nói khi nãy của Diễm Lâm. Anh gật đầu nắm lấy tay của cô. Chúng ta về nhà thôi. Trước bao ánh mắt nhìn của mọi người, Trương Kiệt nắm tay Tiểu Tranh, công khai với cả thế giới cô là vợ của anh. Ngoài cô ra, anh không bao giờ có người phụ nữ nào khác. Tiết trời vào thu mát mẻ, cơn gió se lạnh khẽ thổi khiến những chiếc lá vàng bay khỏi mặt đất. Bầu không khí trong xanh hơn ngày hè oi bức nhiều. Tiểu Tranh ôm một bó hoa trên tay đi trên con đường quen thuộc đã trở thành lối nhỏ dẫn đến ngôi mộ bên trong. Lại gần ngôi mộ, Tiểu Tranh nheo mắt bắt gặp bóng dáng khá quen thuộc đứng cách đó không xa. Cô nhận ra người đàn ông đó là Chu Tấn. Đã hơn một tháng kể từ khi vụ việc của Hoàng Cường bị phanh phui trước báo chí, gã đang phải chịu án phạt sau những chuyện bản thân gây ra. Tội ác bại lộ, mọi thứ dần trở về đúng như ban đầu. Tiểu Tranh cũng ít gặp Chu Tấn hơn, không hẳn vì hai người quen biết nhau bởi mục đích cá nhân, mà hiện tại mỗi người đều có một dự định của riêng mình. Tiểu Tranh xong nghi nói rõ mọi chuyện về nguyên nhân cái chết của em gái mình. Chu Tấn cũng trở về với cuộc sống riêng. Anh ta tiếp tục công việc dạy học, hình như là còn mới được mời về trụ sở làm việc. Cô cũng phải chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Cuộc sống bận rộn hơn nên ít liên lạc hơn. Không ngờ sau gần ấy thời gian không gặp, từ đầu tiên mà họ gặp lại nhau lại là ở đây. Cô bước gần tới chỗ của Chu Tấn, đặt bó hoa trên tay xuống mộ. Chu Tấn nghe được tiếng động, anh quay sang bên cạnh nhưng không lên tiếng, mà đợi khi Tiểu Tranh thắp xong nén hương cho em gái mình. Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người cùng một lúc. Tiểu Tranh hít một hơi sâu. Mọi chuyện bây giờ tốt phải không? Chu Tấn mỉm cười. Ổn hết rồi. Anh quay người sang phía cô. Tiểu Tranh, cảm ơn cô. Cảm ơn tôi vì chuyện gì? Vì đã giúp tôi tìm ra nguyên nhân thực sự về cái chết của Hoa Chi năm đó. Anh nên cảm ơn Trương Kiệt, không phải tôi. Tôi chỉ phụ giúp anh ấy thôi. Phải, tôi nên cảm ơn cả hai người mới đúng. Cảm ơn vì đã giúp tôi, một người không thân thiết như tôi. Tiểu Tranh im lặng không nói tiếng nào. Cô hơi ánh mắt về phía bia mộ rồi mỉm cười. Đối với cô, chuyện này không phải đang giúp một người xa lạ. Cô chỉ đang thực hiện lời hứa với chính bản thân, thực hiện lời giúp với người bạn thân nhất mà mình có. Tiểu Tranh. Tiếng Chu Tấn vang lên bên tai, khiến Tiểu Tranh giật mình thu lại dáng vẻ lơ đễnh. Cô chớp mắt vài cái. Có chuyện gì sao? Tôi có thể mời hai vợ chồng một bữa tối được không? Dù biết vẫn sơ sài, nhưng mà tôi muốn cảm ơn hai người. Được mà, tất nhiên là được chứ. Nhưng phải hẹn anh 2 tháng sau nhé. Ta giờ là 2 tháng. Hai người bận chuyện gì sao? Tiểu Tranh gật đầu. Phải, chúng tôi có một kế hoạch riêng
nên hiện tại không có nhiều thời gian rảnh. Tôi hiểu rồi. Khi nào cô rảnh cứ nhắn tin cho tôi, tôi nợ hai người một bữa ăn. Quyết định thế nhé, tôi phải đi rồi, xin phép. Tiểu Tranh khẽ cúi đầu chào, Chu Tấn cũng mau chóng đáp lại. Hướng mũi chân trở ngược lại con đường khi đã đi nãy, Tiểu Tranh vội vàng đi sang một con đường lớn. Cô nhìn xung quanh một lượt tới khi thấy chiếc xe quen thuộc đậu bên kia đường, nhanh chân bước tới. Như một thói quen, cô chạy tới ôm chầm lấy Trương Kiệt, chạm nhẹ chóp mũi vào áo anh. Mùi hương dễ chịu thoang thoảng nơi cánh mũi. Cô cười hỏi, anh chờ em có lâu không? Không lâu lắm. Mà ngôi mộ đó là của ai vậy? Là một người bạn của em thôi. Em đến thăm mộ cô ấy. Anh ả lên một tiếng như hiểu ra mọi chuyện. Anh xoa nhẹ tóc của cô, cúi đầu đặt lên cô một nụ hôn. Em xong việc rồi, bây giờ chúng ta đi được chưa? Sắp sẽ giờ máy bay rồi đấy. Xong việc rồi, chúng ta đi. Trương Kiệt mở cửa xe cho Tiểu Tranh. Anh thắt dây an toàn cho cô. Cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe bắt đầu lăn bánh di chuyển vào đường quốc lộ. Nhìn cảnh vật đang trôi dần về phía sau, Tiểu Tranh thắc mắc. Kiệt, mình sẽ đi nước nào thế? Em sẽ biết thôi, không cần phải nôn nóng. Nhưng mà tận 2 tháng, ảnh hưởng tới công việc của anh thì sao? Dành thời gian bên em mà, sợ ảnh hưởng gì chứ? Hơn nữa bố mẹ nói sau chuyến trăng mật này chúng ta phải có cháu cho ông bà đấy. Hai má của Tiểu Tranh ửng hồng ngượng ngạo. Cô đánh vào người Trương Kiệt vài cái, cố ý nhắc nhở anh. Em nghe bố mẹ nói rồi, em đừng có nhắc lại, mau tập trung lái xe đi. Anh biết, anh biết. Họ mỉm cười với nhau, cùng nhau chờ đợi một chuyến đi xa của hai người. Sau khi giải quyết mọi rắc rối ở công ty, Trương Kiệt thực hiện lời hứa với Tiểu Tranh. Anh bị bận đặt vé máy bay ra nước ngoài để cùng cô tận hưởng tuần trăng mật dài hạn, điều mà ngay sau khi cưới anh đã không làm cho cô. Khoảng thời gian này anh dừng lại công việc ở công ty và chỉ tập trung vào gia đình nhỏ của mình. Cô cũng tận dụng chuyến đi này để bản thân có một thời gian vui vẻ, thư thái mà không phải bận tâm bất cứ chuyện gì khác. Đặt gác mọi chuyện phía sau, bỏ mặc những rắc rối, họ nắm chặt tay tìm đến một chân trời mới, một vùng đất mới, nơi mà họ không phải gồng gánh đối diện mọi thứ, nơi mà họ được sống cùng với người mà mình yêu thương. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.